Sasaka là một cô bé xinh đẹp từ khi sinh ra. Trong ngày đầu tiên vào trung học, đã gặp mấy bạn nữ cùng lớp. Họ thấy váy của Sasaka quá dài, thì liền giúp cô đem váy chỉnh ngắn đi và nói, váy ngắn một chút mới đáng yêu. Điều này đã khơi gợi lên cảm giác theo đuổi cái đẹp trong lòng cô bé. Nhưng cô không ngờ được, 4 năm sau, cô sẽ trở thành một gái hư hỏng và bốn người bọn họ trở thành hội cô nàng ăn chơi hư hỏng, chỉ thích làm đẹp và chơi bời, hoàn toàn không màng đến việc học hành. Vô dĩ yêu thích làm đẹp và việc học căn bản không hề mâu thuẫn với nhau, nhưng cô lại có một ông bố luôn thiên vị con trai và một bà mẹ rất thoáng nhưng lại không biết dạy dỗ và chăm sóc con cái, nên nó khiến cô không học hành hẳn hoi. Cho đến khi vào lớp 11, cô hút thuốc bị nhà trường bắt được nên đã bị đình chỉ học. Việc này khiến cô mất đi tư cách được tuyển thẳng vào trường mà cô muốn. Từ đó, cô nàng ăn chơi này quyết tâm học hành đàng hoàng, sau đó thi đỗ một trường đại học trọng điểm. Đây là một câu chuyện có thật. Trong phim không có thiên tài, không có may mắn, càng không có những việc làm chuyện nghĩa, chỉ có học hành và những chuyện phiền phức liên quan đến học hành. Bộ phim rất truyền cảm hứng, nên các bạn nhất định phải xem hết video tôi review về bộ phim này. Sau một hồi suy nghĩ, cô Sasaka quyết định đến lớp học thêm mà mẹ cô giới thiệu. Ngày đầu tiên đến đã khiến cho giáo viên dạy thêm ngơ ra, không chỉ vì cô ăn mặc không đứng đắn, mà toàn bộ bài kiểm tra từ tiểu học của cô đều bị điểm không. May mắn thay là giáo viên dạy thêm vô cùng tốt bụng, vô cùng chuyên nghiệp, quyết định đặt cho Sasaka một mục tiêu, nhất định phải đỗ vào trường đại học top đầu Nhật Bản, đại học Keio. Nó giống như trường đại học trọng điểm của Trung Quốc vậy. Có người nói, điều này không bao giờ có thể làm được. Trong vòng hơn một năm, làm sao có thể biến một học sinh dốt thi đỗ vào trường trọng điểm? Nhưng câu chuyện này sẽ chứng minh cho bạn, kỳ tích là có thật. Nhưng để có được kỳ tích thì phải nỗ lực gấp bội lần. Sasaka học kém đến mức cô vẽ bản đồ Nhật Bản thành một hình tròn. Bộ dạng bây giờ của cô cũng bị bố cô khinh thường nói, may mà không thi đỗ, tao một đồng cũng không bỏ ra cho mày. Mẹ cô liền đứng ra bảo vệ cô và nói với bố cô, tiền sẽ do bà ấy trả. Bố cô liền nói những lời khó nghe hơn, cái nhà này đều là đồ thất bại, tất cả hy vọng chỉ có thể gửi gắm vào con trai của tôi. Sasaka vô cùng tức giận, cô nhất định phải khiến bố cô hối hận vì những lời ông nói. Thế là cô càng thêm nỗ lực, so với những bạn học khác, cô đều đến lớp học thêm sớm hơn họ. Cô chỉ có thể bắt đầu học từ sách tiểu học. Những lúc ra ngoài cùng bạn bè, cô đều mang sách để học. Không lâu sau, cô đã có thể thi được 5 điểm. Cứ như vậy, cho đến khi qua kỳ nghỉ, Sasaka cuối cùng cũng học xong môn tiếng Anh cấp 2. Việc đình chỉ học cũng đã kết thúc. Sau khi trở lại trường học, thầy giáo chủ nhiệm vẫn rất xem thường cô, toàn gọi cô là đồ rác rưởi. Cô tiếp tục liều mạng học hành, liều mạng học hành. Khi bước vào lớp 12, vì đề viết tốt bài văn, cô còn đi xem và tìm hiểu về những quan điểm trong tin thời sự. Nhưng khi càng học nhiều, cô càng cảm thấy vốn kiến thức của bản thân càng ít. Hôm đấy, cô xem cuốn để thi đại học, rồi trầm mặc một lúc lâu, sau đó đứng dậy, bỏ đi. Đây là lần đầu tiên Sasaka muốn từ bỏ, bởi vì nó quá khó so với cô. Nhưng với sự cổ vũ của thầy giáo, cô cũng vượt qua được. Cô quyết định cắt bỏ đi mái tóc dài xinh đẹp của cô, để nhắc nhở bản thân cắt bỏ đi ham muốn đi chơi của mình, biến thành một cô gái tóc ngắn ngoan hiền. Cô còn bị mọi người chê cười. Ở đây còn có một tình tiết, khi cô đang ôn bài, cô sẽ hét thật lớn vào chiếc gối để cho tiếng hét chìm trong chiếc gối. Tôi tin rằng người thực sự nỗ lực, khổ cực học hành đều có những lúc phát tiết như vậy. Xin hãy tin tôi. Có một ngày nào đó bạn có cảm giác muốn làm như vậy, thì điều đó chứng minh bạn đã rất giỏi rồi. Không ngờ được, cách làm của cô đã ảnh hưởng đến tên tóc vàng trước đây chê cười cô. Hắn ta cũng đem tóc của mình nhuộm thành màu đen. Nhưng những đau khổ của Sasaka vẫn chưa dừng lại ở đó. Mỗi lần thi càng làm cho cô mất niềm tin vào bản thân. Trong vở ghi của cô viết đều những từ đau khổ, tuyệt vọng, cô đơn, khó chịu, muốn khóc. Cho đến một ngày, cô cuối cùng không nhịn được nữa, đi đến nói chuyện với thầy giáo. Em chịu đủ rồi, thì không đỗ cũng chả làm sao cả. Cô nói, cô vốn dĩ đã là đồ bỏ đi, rác rưởi cũng không nhất thiết phải chứng minh bản thân. Thầy giáo cũng tức giận, nói, thế thì từ bỏ đi. Bộ dạng như em bây giờ, bất kỳ trường đại học nào cũng không thể thi đỗ. Sasaka quyết định từ bỏ, vừa khóc vừa dầm mưa đi tìm mẹ mình. Sau đó nhốt mình suốt mấy ngày trong phòng. Chính vào lúc này, em trai cô gặp phải vấn đề. Hóa ra nó không muốn chơi bóng chảy nữa, không muốn một lần nữa vì ước mơ của bố mà ép buộc bản thân làm những việc mà mình không thích. Như vậy liền bị bố đánh trong một trận. Sasaka lúc này mới nhận ra, thật ra người luôn bị người khác mong chờ trở thành người thành công, người luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm của bố, hóa ra cũng đã sớm muốn thoát khỏi ra khỏi cái lồng. Sasaka đi khuyên em trai, liền bị nón mắng trong một trận. Nó nói, em và chị đều là rác rưởi. Cô nghe xong vô cùng tức giận, đừng có đem chị so sánh giống như em vậy. Sasaka xin mẹ đưa cô đến trường đại học Keio. Ở nơi đẹp đẽ này, cô nhìn thấy mọi người, ai cũng rất chăm chỉ, rất tự do, rất hạnh phúc. Ở nơi đây, cuối cùng cô cũng cảm nhận mình có tương lai. Thế là cô bắt đầu nỗ lực lại từ đầu. Không biết cách dạy dỗ, giáo dục, nhất định phải xem người thầy giáo này. Đừng có nhìn dáng người thấp bé của anh ta mà xem thường. Lớp học thêm anh mở đều dành cho những học sinh kém nhất. Thế nên đến tham gia lớp học, đa số đều là những học sinh học hành kém cỏi, khó thi đỗ vào đại học. Nhưng anh ta lại có một cách dạy dỗ học sinh vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên gặp mặt nhân chính, Sasaka, câu đầu tiên anh nói là ngu, tôi thấy em mặc rất thời trang, em cũng dạy tôi vì thời trang đang được mọi người yêu thích nha. Bạn nhìn xem, anh ta không hề phê bình các ăn mặc hở hang của nữ chính,
mà còn phát hiện ra ưu điểm của cô. Đưa cho Sasaka làm bài thi test, cô thi được 0 điểm. Nhưng thầy giáo chỉ nói, mặc dù tất cả đều làm sai, nhưng tất cả đều được điền đáp án, như vậy vô cùng giỏi nha. Sự quan tâm này rất đáng để các bạn nam học tập. Người thầy này đối với học sinh nào cũng có thể làm quen vui vẻ, không phân nam nữ. Anh còn chơi trò chơi tẩy trang với Sasaka, nếu mỗi câu không trả lời được, liền phải gỡ một món đồ make up. Rốt cuộc, anh ta làm như thế nào mà có thể làm được như vậy? Tiếp tục nghe nha. Một hôm, trong lớp học thêm xuất hiện một nam học sinh, đầu vàng, vừa đến đã làm loạn lên. Hóa ra cậu ta không muốn đến học thêm, nhưng vì bố mẹ cậu quá nghiêm khắc, cả ngày chỉ muốn cậu làm luật sư nên đã làm cho cậu có tư tưởng phản nghịch như vậy, suốt ngày cắm mặt vào chơi game. Bạn nghe xem, người thầy kia đã nói với cậu câu đầu tiên. Em chơi game siêu thật đó, chắc là cao thủ nhỉ. Cậu học sinh nói, em chơi game không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì muốn chọc tức bố em dù có chết cũng không nghe lời ông ấy. Thầy giáo nghe thấy thì cậu học sinh này là người muốn trả thù, liền nói, thầy nghĩ được một cách trả thù vô cùng hay. Không lâu sau, cậu học sinh bắt đầu nỗ lực học tập, câu nói gì mà có uy lực như vậy? Hóa ra, câu người thầy nói là, trên thế giới này, cách trả thù có hiệu quả nhất chính là đánh vào tim đen của đối phương, giống như Mario đi cứu công chúa vậy, trải qua bao nhiêu cực khổ, đánh bại đại ma vương xong thì liền quay đầu bỏ đi, công chúa đương nhiên bị chọc tức đến chết. Muốn khiến cho một người thực sự khó chịu thì trước tiên phải đưa cho họ hy vọng, sau đó liền đập vỡ nó. Do đó, em chỉ cần nỗ lực học tập, đến khi em được chứng chỉ ngành luật nhưng em lại không làm luật sư, như thế bố em sẽ tức chết đi được. Sau khi nghe xong, cậu học sinh quả nhiên thấy lời thầy giáo nói vô cùng hợp lý nên liền bắt đầu nỗ lực học tập. Nhưng mà người thầy giáo này thỉnh thoảng vẫn bị phê bình. Sau đó, anh ta bị thầy giáo chủ nhiệm của Sasaka hẹn ra nói chuyện. Thầy chủ nhiệm nói với anh ta, anh dạy thêm cho mọi người thì rất tốt, nhưng khiến cho một học sinh kém thi được vào trường tốt, đây căn bản là chuyện không thể xảy ra. Anh không cần phải đặt mục tiêu cao như vậy cho những thứ rác rưởi đó. Nhưng người thầy giáo đó trả lời, Sasaka không phải là học sinh kém gì, con bé chính là tương lai tốt đẹp của thế hệ sau, xin thầy đừng nói như vậy. Những học sinh bị nói là rác rưởi thì sẽ khiến cho họ nghĩ bản thân mình là rác rưởi. Nói cho cùng, vì sao người thầy giáo này lại có thể cứu vớt được hết học sinh này đến học sinh khác bị coi là rác rưởi? Tôi nghĩ chính là vì câu nói này. Tôi cho rằng không có học sinh nào kém cả, mà chỉ có những người giáo viên không tốt. Đúng vậy, thực sự có một người thầy như vậy tồn tại, tên là Nobutaka Tatsumota. Bộ phim Cô nàng đầu đất Flying Colors chính là được dựng lên dựa theo cốt truyện của tiểu thuyết của ông. Ưu điểm lớn nhất của thầy giáo này chính là làm bạn với học sinh của mình. Trong bộ phim, có một điểm gây cười thực sự đã xảy ra ngoài đời thực. Sasaka nói ông Santa là có thật, bởi vì ông ấy đã từng xuất hiện trên TV. Sau đó thầy giáo liền động tác cổ Ultraman nói, vậy ý nghĩa chính là Ultraman cũng là có thật nhé. Nghĩ thử mà xem, có bao nhiêu giáo viên dám ở trước mặt mình để làm ra những hành động trẻ con như vậy. Nhưng khi bọn họ thực sự làm được, như vậy bọn họ đáng nhận được sự tin tưởng từ lũ trẻ. Khi bạn vì một mục tiêu mà bỏ ra toàn bộ nỗ lực của bản thân, bạn có thể vô tình làm thay đổi những người bên cạnh mình. Sasaka là một cô gái xinh đẹp ăn chơi hư hỏng, học hành kém cỏi. Bạn bè xung quanh cô cũng là những cô gái như vậy, suốt ngày chỉ biết chơi bời, không bao giờ nỗ lực. Nhưng sau khi Sasaka bắt đầu học tập, bọn họ cũng thay đổi. Lúc đầu bọn họ chê cười, cậu làm sao có thể thi đỗ vào trường đại học trọng điểm chứ? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Qua một thời gian, họ bắt đầu kinh ngạc, cô gái này đột nhiên chú ý đến sách bài tập của Sasaka, thực sự là rất chăm chỉ. Lại đến một lần, khi tổ chức tiệc, các cô gái bỗng đồng thanh nói với Sasaka, chúng mình đã không muốn chơi cùng cậu nữa rồi. Sasaka hỏi, là bởi vì các cậu ghét mình sao? Nhưng bọn họ hoàn toàn phủ nhận, hóa ra bọn họ là không muốn ảnh hưởng đến việc học của Sasaka, cũng không muốn mất đi sự côn ngầu này của Sasaka. Hơn nữa, có một cô gái nói, bọn mình cũng tìm được cho bản thân mục tiêu để nỗ lực rồi. Bọn họ cũng không còn quan tâm cô có thành công hay không, dù có không thành công thì họ cũng muốn ủng hộ Sasaka. Bạn hãy nhìn sang Sasaka, cô đang khóc nức lên. Tiếp đến là ông bố luôn khinh thường Sasaka, người đàn ông trọng nam khinh nữ này, lúc đầu cũng châm chọc cô con gái. Ông ta nói, vì cái ước mơ ngu ngốc của mày, tao một đồng cũng không bỏ ra. Nhưng mấy tháng sau, một hôm ông về nhà, bỗng nhiên để ý đến bức tường dán đầy ghi chép của Sasaka. Trên đất còn có một tờ bị bong ra. Ông thở dài một hơi, rồi cúi xuống nhặt lên. Tiếng thở dài này hình như là không hài lòng. Nhưng đây chỉ là lúc mới bắt đầu cho sự kinh ngạc của ông. Có một hôm ông một mình ngồi uống rượu, ông bố đột nhiên nổi giận với bản thân. Hóa ra ông luôn áp lực và đè nặng lên con gái của mình. Cũng là bởi vì lúc nào ông bị con gái gọi là lão già thối, nên ông cảm thấy bản thân mình không được tôn trọng. Đêm hôm đó, Sasaka cầm bảng điểm về nhà, em trai cầm lên và xem thử. Bạn nhìn ánh mắt của ông bố xem, cũng vào đêm đó, đây là lần đầu tiên ông bố chủ động cầm xem bảng điểm của con gái mình. Ông cuối cùng cũng tin Sasaka không phải là đứa con ông luôn khinh thường lúc trước nữa rồi. Hôm thi đại học cũng là hôm tuyết rơi phủ kín đường, giao thông tắc nghẽn. Ông bố đột nhiên từ đơn vị nhanh chóng trở về nhà, rồi bảo Sasaka lên xe của ông rồi đưa cô đến điểm thi. Ở trên xe, ông nói, bố biết từ trước giờ bố luôn làm sai, con bây giờ là niềm hy vọng của cả nhà chúng ta. Nhưng cô làm sao có thể tha thứ cho bố mình? Cô tức giận nói, bao nhiêu năm nay bố chẳng bao giờ hỏi thăm đến một lời, bây giờ nói những lời như vậy còn có tác dụng gì nữa? Bạn có nghe thấy tiếng khóc của cô không?
Ông bố không nói câu gì, đột nhiên dừng xe, lấy cái sẻng đi giúp người bên đường xúc tuyết. Nhìn thấy bố làm như vậy, Sasaka liền nghĩ về những lời mẹ cô nói lúc trước. Bà nói, bố con mặc dù lúc đầu nhìn rất lạnh lùng, nhưng thực tế, ông là một người rất lương thiện. Sasaka mới phát hiện, không chỉ bố nghĩ sai về cô, mà cô cũng nghĩ sai về bố mình. Cuối cùng khi nhìn thấy con gái đi bộ đến điểm dự thi, ông bố đột nhiên nhảy xuống xe, hét to về phía con gái mình. Cố lên! Tôi tin là những bạn lần đầu tiên đều muốn biết cuối cùng Sasaka có thi đỗ không. Đây là câu chuyện có thật nhé, đương nhiên là Sasaka thi đỗ rồi. Cho dù hôm thi cô có bị đau bụng, cũng không ảnh hưởng đến việc cô nỗ lực hết mình tiến về phía trước. Đây là cô gái ăn chơi hy hỏng, bị mọi người xem thường, cuối cùng cũng đã chứng minh bản thân là ngôi sao sáng nhất. Khi ông bố biết được kết quả, là một người bố lúc nào cũng mặt cau mày có, nói lời khó nghe với con gái mình, cũng đã khóc vì con gái mình. Ông và vợ mình sau nhiều năm không hòa thuận, cũng vì vậy mà hòa thuận trở lại, vui vẻ ôm nhau. Các bạn học sinh, có rất nhiều người không dám nỗ lực, thực tế là vì họ sợ, sợ khổ, sợ mệt, sợ nhất là sau bao lâu nỗ lực, cực khổ nhưng lại không đạt được thành công. Nhưng xin các bạn hãy tin tôi, tất cả nỗ lực của các bạn đều sẽ có kết quả cả. Bất kỳ sự phấn đấu nào bất luận thành bại đều trở thành động lực kiên trì lớn nhất trong lòng bạn. Những năm sau này, bạn sẽ không cảm thấy hối hận mà nó còn trở thành những kinh nghiệm quý báu. Nếu không có nó, cũng không có một người tốt như bạn của hiện tại. Đây là một câu chuyện có thật của Sasaka và cũng là